Hello, xin chào tất cả các bạn. Clip ngày hôm nay mình sẽ tấn công quái vật đầu loa nha các bạn nhé. Thì hiện tại là bây giờ bọn đầu loa nó đang ở ngoài khu vực nhà của mình ấy. Ui, nó đập vỡ cả kính của mình luôn này. Ai ơi, nó làm kiểu gì vậy? Ai, từ từ anh em, từ từ, phần từ ho ho. Bay ơi. Được rồi, ra chém luôn nha các bạn. Từ từ anh em. Bây giờ mình sẽ phải lấy súng ra nha. Cái trường hợp như này chúng ta phải lấy súng thôi anh em ạ. Được rồi. Bây giờ mình sẽ lấy khẩu súng này mình bắn nó. Nó đâu rồi, nó đâu rồi? Ủa ơi, nó đây rồi anh em ơi. Mày, ôi, không được rồi. Chạy vào trong này. Chạy vào trong. Ủa. Ok, như vậy là nó đã tiêu diệt mình rồi nhá. Thì ở trong trường hợp này thì mình sẽ phải từ từ anh em. Từ từ nó. Ok, từ từ mình đang ở trong một cái chuồng chó thì khá là an toàn đấy. Rồi. Cái con kia đâu? Mình muốn tiêu diệt con kia cơ. Đây là cái con này, con này. Ôi. Ui. Trâu lắm các bạn ạ. Đạp lại lại, từ từ. Con này để từ từ đã, phải tiêu diệt con kia đã, bởi con kia nó đi di chuyển, nó làm cho nổ hết cả nhà mình luôn. Ui, anh ơi, làm gì đấy? Anh làm gì, anh đuổi nhanh thế? Này đuổi này. Rồi, còn con này nữa. Ra ra đây. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Rồi, may quá nó đi rồi anh em ạ. Ok. Chết này. Còn con nào nữa không? À, còn con màu xanh này nữa này các bạn này. Ok các bạn, như vậy là mình đã giải quyết xong bọn săn né rồi. Bây giờ còn con cào ở đây nữa hay không các bạn ạ? Rồi xong, rồi xong rồi. Đi rồi các bạn. Được rồi, nó xuất hiện thêm một con nữa rồi, thế thì mình phải tỉ nó thôi. Trong trường hợp này mình phải bắn nó thôi. Con hai này biết nó có hiền không nhỉ? Ui, con này có săn hết game anh em ạ. Không ổn rồi. À, anh em đối đầu nó luôn nhé. Đối đầu tấn công nó luôn đi, sợ gì, đúng không? Từ từ mình bắn quả cầu vào người nó này. Nó không đi rồi anh em ạ. Từ bây giờ mình sẽ lấy một khẩu súng khác nhé. Đây, mình sẽ cho anh em, cho các bạn biết một khẩu súng này của mình rất là ok luôn đấy. Ấy, thấy không? Bắn khá là mạnh. Ra đây, ôi chạy anh em ơi, chạy. Phải chạy thôi các bạn ạ. Ok, con này, con sàn head game này nó phát ra một cái âm thanh như kiểu nó đang chơi game ấy các bạn ạ. Lẩn quẩn đâu ấy. À, ghê đấy. Ôi rồi xong rồi, đã ăn thịt rồi. Nói chung là vừa rồi là mình kiểu như là mình cố tình chết là để cho các bạn xem là khi mà bị săn hết thành công mình sẽ chết nhà thôi các bạn ạ. Bây giờ mình mới chiến đấu thật rồi này. Mình không sợ luôn. À, con này con săn hết IC này các bạn. Bây giờ mình sẽ tỉn nó nha các bạn nhé. Nào vào đây. Sợ gì bọn này đúng không anh em? Không phải sợ bọn này luôn. Tỉa luôn các bạn. Ok, thì trong trường hợp này thì mình sẽ rút ra một khẩu súng khác nhé. Đây rồi. Mình sẽ rút ra khẩu Canon. Ông nhờ cái khẩu canon mình đâu ta? Ở đây rồi. Ủa. Trâu thế. Con này trâu lắm bạn ạ. Rồi, nó đi rồi anh em ạ. Cuối cùng nó cũng đã tèo rồi nhé. Đây rồi, còn một con săn hết game nữa. Rồi, ra đây cu ơi. Cu ơi. Cu ơi, ra đây nào cu. Bé ơi. Bé con ơi, vào đây nào. Lên nào. Lên nào. Ủa trâu thế. Có phải thấy không? Có những con săn này hết, ta không sợ khẩu tấn công của mình luôn các bạn ạ. Khẩu tấn công mình như kiểu vô dụng ấy. Thế thì trong trường hợp này thì mình sẽ phải sử dụng một khẩu tên lửa. Đâu nhỉ? Đây. Nào, RPG nhá. Hệ thống RPG bắn tên lửa, đất tấn công mà không có đất. Chiếu thẳng vào mục tiêu. Yeah, như vậy mình đã tiêu diệt được con săn hết rồi. Con quỷ đầu loa SV609. Bây giờ ở cái khu nhà này của mình đã an toàn rồi các bạn ạ. Bây giờ không có một con quái vật nào dám bén mảng ở đây nữa rồi. Mình đã tiêu diệt hết một quái vật ở đây. Oh my god các bạn. Không phải rồi anh em ơi. Một con quái vật nó đã xuất hiện rồi. Con quái vật này to lắm. Nó to như này chứ mà. Thì bây giờ phải làm thế nào bây giờ? Bắn thôi. Tấn công nó. Wow, đây là con megaphone anh em ạ. À không phải, đây là megahorn. Nó là con quỷ đầu loa thủ lĩnh. Nó là con đầu đàn nha các bạn. Con đầu đàn này nhìn nó rất thích ăn quái vật đầu loa hay sao các bạn ạ? Nó thích ăn quỷ đầu loa ấy. Ui, con này to lắm anh em ơi. Con này dạng khủng bố luôn anh em ạ. Mình sẽ nhảy đi. Nào, chiến đấu đi. Không được rồi. Lấy súng khác thôi. Mình không sợ nó các bạn nhé. Mình không sợ nó đâu. Bắn nó luôn. Bây giờ mình sẽ lém quả bom này vào người nó, xem nó có tèo không nhé. Con này cao lắm anh em ạ, con này to lắm. Buồn. Rồi rồi.
nhưng mà nó đang bị đơ hay sao các bạn ạ. Bắn nó. Ủa nó đánh, nó đánh mình kìa, nó đánh mình kìa. Được cái nhỉ, thế thì tỉnh nó thôi, tỉnh nó thôi anh em. Lỉ shit, con này trâu thật. Được rồi, nó không cho vào mình đâu anh em ạ. Ok, từ từ. Nó đánh chết mình rồi. Nó đánh chết mình luôn rồi. Ủa, vãi chửi, con này khỏe thế nhỉ. Ui, mình không thể ngờ được con này nó kinh dị luôn các bạn ạ. Nó đánh rất là khỏe luôn đấy. Nào, bây giờ chú đi làm gì đấy? Hello. Con quỷ của đầu loa. Cái đầu loa nó to lắm các bạn ạ. To hơn tất cả những con quỷ đầu loa mình đã từng gặp luôn. Nó là Megahorn, thủ lĩnh của quỷ đầu loa nha các bạn. Thế thì phải sử dụng súng rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng súng này. Mình tỉa nó nha. Ủa, cái tiếng gầm của nó các bạn thấy không? Rung chuyển thành phố luôn. Mình đang bảo vệ cái nơi căn cứ này của mình. Đây là cái nơi chiến địa của mình các bạn nhé. Mình mà để mất cái nơi này thì mình sẽ thua cuộc nha các bạn. Mình không thể để mất cái nơi này được. Mình sẽ sử dụng yêu tinh để mình tấn công con quái vật này nhé. Con này trâu lắm bạn ạ. À, mình nghĩ ra một kế sách rồi anh em ạ. Mình có một cái chiêu thức mới, đó chính là phép thuật của pháp sư găng tơ nha các bạn. Đây là phép thuật của pháp sư găng tơ. Đấy, mình sẽ chọn chiêu nha. Mình sẽ chọn một cái chiêu, đó chính là chiêu mạp đi. Bây giờ mình sẽ lấy phép thuật pháp sư, hóa phép thuật pháp sư, tấn công nó không chết. Con này trâu à. Con này trâu thật, nó không chết nha các bạn, nó không chết nhá. Phát nữa đi. Mày chết, nó tụt máu rồi anh em. Nó tụt máu rồi anh em. Chết đi, con quỷ này. Nó đang trúng lời nguyền của mình và nó đang tụt máu dần rồi anh em ạ. Được rồi các bạn, cái chiêu này của mình phải đợi hồi phục nha. Bắt đầu này. Ôi, hết tăng lực rồi anh em ơi. Hết tăng lực rồi thì mình sẽ chuyển sang chế độ Hellfire nha. Holy hell, lên. Phép thuật của pháp sư, giết nó. Tấn công quái vật đầu loa, tiêu diệt nó. Đây này. Đấy, nó bắn ra cái đỏ đỏ đó bạn này. Đấy, kia. Đấy. Đây là phép thuật của pháp sư nhé các bạn nhé. Tấn công nó. Úi giời ơi. Đây rồi. Chuyển sang một cái magic đôn. Sẵn sàng đi. Nổ bùm. Con quái vật đang tụt máu rất nhiều luôn. Nó sắp đi rồi anh em ạ. Cái thế giới này sắp nổ tung rồi. Đây là phép thuật cực kỳ mạnh của mình. Phép thuật này của pháp sư rất là mạnh luôn các bạn nhá. Nó sắp tèo rồi. À, vẫn còn hét đúng không? Nó vẫn còn hét thế thì xử lý lốt ra đi thôi. Các bạn xem video nhấn đăng ký kênh và bình luận phía dưới để các bạn được lên TV nhá. Một phát nữa này các bạn. Sẵn sàng chưa? Boom. Rồi xong. Mình chết luôn. Các bạn ơi, các bạn biết vì sao quả đấy bị tèo không? Bởi vì là mình sử dụng năng lực nó quá sức ấy, cho nên là mình đã bị yếu đi và mình đã tèo các bạn ạ. Nhưng mà không sao, mình sẽ triệu hồi lại nha. Đây này các bạn, sẵn sàng chưa? Nó chuẩn bị đi rồi nha các bạn. Ôi giời. Như vậy là cơ thể của mình quá yếu rồi, không thể nào mà tấn công nó nữa rồi các bạn ạ. Thế thì trong cái trường hợp này thì bây giờ mình phải làm thế nào bây giờ nhỉ? À đúng rồi, mình nghĩ rồi anh em. Mình có một khẩu đạn pháo tên lửa cực kỳ hoành tráng luôn. Các bạn nhìn nhá. Mình sẽ trồng một quả pháo đây. Đấy. Yeah, ok. Và bây giờ kích hoạt chế độ pháo thủ thành choi. Tấn công nó. Đâu rồi, rồi. Bây giờ mình sẽ đứng lên đây để định vị nó nha các bạn. Ok. Stand clear at fire. Rồi. Mình định vị rồi anh em ạ. Khẩu đạn pháo của mình đang chuẩn bị tấn công rồi các bạn, nhìn thấy không? Đây này. Pháo đang đưa lên rồi, chuẩn bị bắn vào người con Megahorn, nó sắp đi rồi các bạn nhé. Chuẩn bị này các bạn. Cẩu lên, bắn này. Chuẩn bị này các bạn ơi. Bắn rồi. Chiu, chiu, chiu. Con Megahorn sắp đi rồi. Đi xếp. Nó chết chưa ta. Ok. Ok. Đi xếp. Chưa tối rồi anh em ơi, chưa tối, chưa tối, chưa tối. Bắn lại nhé. Bắn lại nhé. Đấy. Khẩu đạn pháo chuẩn bị lên nào. Lên lòng tiếp đi nào. Rồi lên đi. Khẩu pháo của mình không hoạt động anh em ơi. Đi rồi. We cannot fire, we cannot fire, we cannot fire. Lên đi chứ. What the hell. We cannot fire, we cannot fire. Hết đạn rồi anh em ơi. Rồi ok, mình sẽ đứng trên này mình tỉa luôn. Ok các bạn, mình sẽ sử dụng khẩu cannon nha.
Rồi, tỉa lắm. Holy shit. Rồi các bạn, nó đi rồi. Như vậy mình đã tiễn nó về Chầu Duy Vương rồi các bạn nhé. Ok, cảm ơn tất cả bạn xem hết video này. Và các bạn hãy ấn bình luận và comment phía dưới để các bạn được lên TV. Và nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh nhé. Để sau còn xem video tiếp theo của mình. Bye bye các bạn nhé, yêu tất cả các bạn.